Cho nên đạo Phật là đạo trí tuệ. Chúng ta thương như vậy nghĩa là chúng ta thương chưa đúng đối tượng. Giả sử như bây giờ mình thấy một con cọp, nó đang dí một con người, nó ăn thịt, thì bây giờ con với lòng từ bi, con làm gì trong hoàn cảnh này? Con đuối rồi chứ gì. Thế này, con nói cho thầy nghe, mạnh dạn nói con. Bây giờ có một con cọp, nó đang dí cái anh kế bên nó ăn. Con làm gì với lòng từ bi của con? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con thầy trao cho con một thanh gươm, một cây cung. Dạ. Nhưng đầy, con... đầy đủ những khí cụ. Con làm gì? Con không giết con cọp đó. Con làm gì? Thấy không? Thì giờ con nói đi, con không giết con cọp con làm gì? Dạ, chắc con để em đi. Hả? Con để cho nó tự nhiên ăn ông này. Dạ không, dạ không. Dạ, nó đang dí ông này, nó ăn thịt. Hắn nói là vợ thưa tại Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi hắn chỉ thái trước thì hắn là Nam Mô A Di Đà Phật, chứ chẳng biết làm xô. Chẳng biết làm xô. Cái này chắc bà ngoại nói giùm. Bà ngoại hay nội? Bà ngoại. Rồi, không biết làm sao. Vậy là con tu chưa có chứng. Con phải biết trí tuệ là không phải là con nói con không biết làm sao nghĩa là con có trí tuệ. Không à. Cuộc đời này mọi thứ xảy ra ta đều phải giải quyết bằng trí tuệ của mình. Không thể nào mà nói không biết làm sao rồi ngồi Nam Mô A Di Đà Phật nó vẫn cứ ăn ông kia. Ủa? Chứ mình Nam Mô A Di Đà Phật nó không ăn ông kia. Trong lúc trên tay của mình có cung, có đao, có đầy đủ hết, mà nó ăn ông kia, mình đứng mình giờ mình Nam Mô A Di Đà Phật à? Nó đơ ra. Con thấy không? Cái này nè mới nói lòng từ bi là bây giờ con thương con người hay con thương con vật. Đây là chúng ta đem cái bàn cân để chúng ta cân coi cái lòng từ bi, mai mốt ta tiếp độ chúng sinh, bây giờ chúng sinh nào, cái chúng sinh nào được độ. Chứ làm sao? Bây giờ cuộc sống mà con người với con vật, Đức Phật dạy giới thứ nhất không sát sanh, là chúng ta tự không được tự sát, không được cầm vũ khí giết người, không được xúi người giết người, và không được nhìn con người giết hại lẫn nhau. Cái này là chỉ có con người thôi nha con. Cho nên hồi nãy thầy mới đưa con một cái tình huống là bây giờ một con cọp đang giết một con người, con đầy đủ khí cụ thì con làm sao? Con nói con không giết con cọp thì chắc chắn cha kia chết. Mà cha kia chết xong tới con chết. Chứ bụ nó ăn cha kia cái nó để con ở không đó hả? Chứ sao? Chứ con niệm Nam Mô A Di Đà Phật cái nó để con sống à? Mơ. Chạy. Chạy lại con cọp à. Thôi nói kiểu đó thôi. Phật A Di Đà tiếp giùm hai bà cháu này giùm con. Tại nói cái kiểu đó bị cọp ăn quách. Còn gì nữa đâu không tiếp. Cho nên chúng ta có lòng từ bi, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là điều đầu tiên ta cứu loài người trước đó. Ta là con người, là đồng loại với nhau, ta còn chưa cứu đồng loại nữa ta đi thương con cọp là sao? Nó là súc sinh mà con người ta còn chưa thương nữa thì sao ta thương súc sinh được? Cho nên thầy nghe con thương con muỗi là thầy biết là con thế nào, con cũng hại mẹ con chết.
nguyên một bầy mũi nó bay vô, đáng ra mình làm con mình phải giết bầy mũi đó, mình cứu mẹ mình đằng này, bầy mũi tội quá, để cho cắn mẹ con chết cho rồi. Mà mẹ con chết thì tới con chết. Cho nên chúng ta suy nghĩ cho đàng hoàng nghe quý Phật tử, đừng từ bi một cách thiếu trí tuệ, thành ra người ngu tốt bụng. Nên này là người ngu tốt bụng. Cho nên chúng ta có trí tuệ để chúng ta làm lễ Phật. Phật nói rằng mày có trí tuệ. Chứ còn ta không thể nói mà chúng ta hiểu, không hiểu. Có người nói vậy nè: xin thưa thầy, con đi tu rồi không thể giết những con rầy. Thầy mới nói: con à, vậy thì con đi tu con không giết những con rầy thì con rầy nó giết loài người thì sao con? Bây giờ rầy mà nó ăn thì loài người còn sống hay là chết? Con rầy nó ăn hết, qua màu hết thì con người chết chứ sao? Thế mình thương con rầy, mình không thương con người, và mình không thương chính bản thân mình, điều đó chưa có từ bi. Bây giờ chúng ta xây dựng bằng từ bi nhỏ, chúng ta thương con người trước, sau đó chúng ta thương những loài vật lớn, rồi từ từ chúng ta mới thương những loài vật nhỏ, nghĩa là ta bước từ thấp lên cao. Nhưng mà cái đó là công đức từ cao xuống thấp. Cái con người chúng ta chưa thương. Bây giờ có nhiều người đi phóng sanh, nhưng mà cái người này bị ung thư, không có tiền, mình không cho, mình đi mua cá cả tấn phóng sanh. Mình chưa thương con người, mình đi thương con vật. Cái này thương lộn chỗ nè. Này thương chưa đúng. Đáng ra là chúng ta phải cứu loài người trước cái đấy. Còn con cá tự nhiên mình đi phóng sanh là mình đặt người ta mua cá ở trong cái chỗ ta đang nuôi á, cái mình đặt cái ta đi tới đó, người ta vớt lên ta bán cái mình đem ra xong mình thả cái chết queo rồi xong. Vì ở trong đây là do người ta nuôi, cho nên ngày nào ta cũng cho ăn. Nó đâu có từng ra ruộng ra sông đi kiếm ăn đâu. Cho nên bây giờ mình đem nó ra sông mình thả nó đâu có từng đi kiếm ăn. Nó cứ tới giờ là chủ lại cho ăn. Bây giờ này nó phải đi kiếm ăn, không quen để đấu tranh, chết. Cho nên xuống dưới nó ngồi nó đợi. Cái mình xuống dưới mình thấy cá quá trời luôn, mình nói: ô, tao phóng sanh quá trời, bữa nay tụi bay đợi tao hả? Nó tao đợi mày xuống tao ăn thịt. Hỏi tại sao vậy? Tại vì tao đang ở trong hồ, tao đang được nuôi một cách đầy đủ, hằng ngày nó cho tao ăn mập bự lên, do mày do mày phóng sanh tao, mà đem tao ra xong mày thả. Tao không có phương nào ăn hết, cho nên bị mấy con khác nó quất tao hết. Mình có từ bi, mình phải có trí tuệ. Cho nên tôi nói là cái người đệ tử tôi đi mua cá là không được quyền mua cá người ta bắt trong hồ ra, mà phải mua cá mà nó đánh bắt á, nó đánh bắt ngoài sông á, nó đem vô. Thì do nó đánh bắt ngoài sông thì nó đem vô, con nào cũng nấy ngáp ngáp gần chết hết rồi, thì mình mua về mình vừa tụng kinh xong có nó chết. Nhưng mà ngày xưa đó thì quý vị nghe là nguyên một cái hồ nước, cá nó ngợp ở dưới đó. Nhưng mà cái vị này đến đó tụng cho nó nghe thời kinh, vừa tụng thời kinh xong thì bữa sau những con cá này nó chết hết. Thì những con cá này nó chết vì nó nghe được thời kinh đó cho nên nó sanh thiên. Có người mới hỏi vậy: vậy là con đem cá về con tụng kinh cho nó nghe, vậy là con phóng sanh nó, còn nó chết sống việc của nó. Nó vậy là mình hãy nên mua cá chợ, đừng bao giờ mua cá mà người ta nuôi trong hồ. Mình phóng cả tấn thì làm sao mình mua cá chợ được, bắt buộc phải mua cá trong hồ. Cái đấy là quý vị phải suy nghĩ nha. Còn mình ra mình gặp con chim nào đó nó bắt nó bán, mà đừng bán những cái chim phóng sanh. Phật tử cùng nói với thầy: cá phóng sanh, chim phóng sanh, những thứ bán để mình phóng sanh thì không được mua phóng sanh. Cái đó nó bán cho mình phóng sanh thì mình đừng có mua phóng sanh. Mình mua phóng sanh là mình làm trật, mình gieo ác cho người ta. Bây giờ mà nó bán cái mình đến mấy cái chỗ, cái chùa hay khu du lịch nào đó, nó bán bịch cá phóng sanh, nó bán ốc phóng sanh, nó bán này phóng kia phóng sanh, nó bán những thứ phóng sanh, quý vị không được mua. Ai mua người đó đang đồng lõa với cái bọn sát sanh. Đúng không quý vị?
à. Cho nên nó bán chim phóng sanh không được phóng sanh, mà mình ra ngoài mình thấy người ta bắn chim, con chim nó mới vừa rớt xuống mà nó có thể sống được, đem tiền mua con chim đó cứu nó, con chim đó nó biết ơn mình đó. Còn bây giờ mình đặt cho người ta mua chim về cho mình phóng sanh là mình đồng lõa với họ để bắt chim. Quý vị nhớ vậy nha. Giả sử như là ông A ổng thương bà B, mà bà B không có thương ông A, ông A ổng nhờ thằng C: mày quánh con B một trận đi, tao cứu. Trời ơi, vậy đó mà mình cho rằng mình có phước à? Không phải, mình chủ mưu là mình. Cho nên mình đặt ngoài chợ, ngày mai đem cho tôi 30 kg cá. Vậy có phải là mình đang kêu nó đi bắt không? Vậy là mình cho mình là người phóng sanh à? Không đúng. Như vậy, cái giá trị để chúng ta hiểu rằng cảnh giới Tây Phương là cảnh giới mà con người phải có lòng từ bi chân thật. Còn con hồi nãy từ bi con chưa chân thật, từ bi con là chân giả. Con từ bi với con muỗi mà con không từ bi với mẹ con. Con không từ bi với những con người bị con muỗi nó cắn sốt xuất huyết. Này là tôi nói để cho quý vị hiểu nha. Chúng ta từ bi nghĩa là chúng ta không được tự mình, không có chuyện gì tự mình ngồi mình giết nó. Nhưng mà với một điều kiện nào đó thì quý vị phải nên từ bi với con người trước, mới từ bi với con vật sau. Ta cứu con người trước cái đó, thì cái đó Đức Phật A Di Đà mới rước. Còn người nào mà không có từ bi như vậy thì chưa chắc đâu, vì người đó chưa có trí tuệ, làm chưa đúng.